mình mời mọi người cùng xem. Ở đây là của mà xã Lương Phi, Chi Tôn, An Giang nha mọi người. Quá xa cọ luôn kìa. Cò bu đang gửi con trời. Cò nhiều lắm, vô vụ rồi cò bay rất là nhiều. Bây giờ trước màn ảnh của mọi người, đây là cái con Giàn Ma. Giàn Ma 357 nha mọi người. 357. Cái dòng Giàn Ma thì nhìn cái môi kinh khủng không, cao à. Hai cây dựng cầm nhồng nữa ha. Sới tất nhầy á nha mọi người. Sọ vuông, sọ bành trướng nha. Đây là sọ chế. Đó, đó mọi người thấy chưa? Đây là cái dàn sới á nha mọi người. Chạy hai đúp, chạy hai đúp mà này dàn sới. Cũng khá là coi cũng được được mắt quá ta. Này dàn này mét 8 hay gì đây? Tám mét bảy gì đây, ở đây đất ở đây hầu như là manh manh không nha mọi người, ruộng đây là đất ruộng núi nên nó là không có phải như mà đất lô ở mấy cái đồng tê, chạy vuông vuông tầm khoảng gỡ 2-3 công 4-5 công trở lại, chạy xây đầu liền liền nữa. Mấy chung cò này cái này cũng đói lắm rồi, do là dịch bệnh hôm nay á, rồi không có ai làm việc gì trơn á, cò nó cũng có chỗ nó ăn nữa. Cỡ này cái vừa chỉ thị 16 vừa hết á, thì cái nông dân mình ở địa phương này á giảm xuống chỉ thị 15 rồi, được đi ra ruộng là giờ á là xả lúa xuống giống đó nha mọi người, mấy chú cò có mà ăn. Wow, đẹp không? Trong ghe là dải nút dài á nha mọi người, nút dài. Ồ. Nhưng mà ở đây thì hơi giặt cục. Cái này giặt cục cái này là do gom nó chứ không phải mà cái bông sới mình là không không im đâu. Cái này là không đúng, này là do gom. Bị hồi đợt rồi á là chủ ruộng mà thu hoạch lúa không có đốt gom được cái nha, gom gã được nha mọi người. Rồi bắt đầu sới dù dập. Sẽ đắt nhất nè, thì mọi người hiện giờ mọi người thấy ha, Dũng vẫn còn mà gom lục cục lòn hòn ha, bởi vậy cho nên nó là bư nó hơi giặt cục nhưng mà như vậy là cái bông sới này là đạt lắm á nha mọi người. Được, ở đây thì họ đa số là xài đầy căn phúc không à, nhưng mà lọt vô cái ống kính của mình được cái chiếc xe này 357 chạy mang nhà sới. Quá xa cò luôn ta. Ở đây thì số giống này là xạ là vụ 3 nha mọi người. Vụ 3 này kêu là chắc lẽ là kêu là vụ thu đông. Thu đông hay là đông xuyên lở gì luôn đây, tháng này tháng 8 rồi. Giống tháng 8 đến tháng 11. Kêu là vụ thu đông. Nhìn rất là chắc luôn nha mọi người. Ống bành trướng thêm cái sọ chà bá. Con này tầm khoảng giá giờ nó là như là nghe nói là có khoảng 400 vậy đó nha mọi người. 400 cái gì xe chịch chừng vài 3 triệu thôi. Chứ mình không chưa có cập nhật chính xác nữa. Cách đây cũng khoảng có 2-3 tháng rồi là có nghe nói giá 400-405 gì đó. Bây giờ thì không biết sao, do tình hình dịch bệnh này không biết sao nha mọi người.
mình cũng có ra công ty Đông Hưng đó, là mình cũng có quay các dòng 357 này, 351 rồi. Mà do cái khoảng 1-2 tháng nay do Covid, chỉ thị 16 nên là không có cập nhật được cái giá của máy cài dòng này. Cái này là con dế mèn mặt sệ nè, đó. Mặt thì sướng sướng giống như mặt móm nha mọi người. Sệ sệ, bốn con mắt đèn nhìn khá là đẹp ha. Con này thì mình xin nói lại cho mọi người cập nhật ha. Con này thì một bích tông tới 94 rồi, có 16 quanh xả, 4 số bắp. Cái bồn đốt khá là lớn cho nên là đốt cái nhiên liệu rất là sạch luôn nha mọi người, cho nên cái động cơ nó chạy là rất là mượt. Nhưng mà cũng tùy theo là mọi người thôi, do cái sở thích của mọi người, ai muốn thích chạy dòng nào thì chạy. Có người là rất là tâm đắc về dòng Yamaha, đặc biệt nhất là 357 này, mà cũng có người thì lại không khoái, lại phái dòng Kubota hơn. Nó cho nên nó là cái ở đây gọi là cái thế gian này nó không có được như mong muốn của mọi người nha. Cái bàn tay mình có ngón dài ngón ngắn, 9 người tới 10 ý là ai thích cái thứ gì thì xài cái dòng đó thôi, chứ cái này là không có đây mà khen hay chê vậy trơn nha mọi người. Mình quay thì mình quay, mình nói từng con máy vậy thôi. Chiếc này cũng còn khá là mới đó, là do chạy nó dính sình thôi. Cái chiếc này đẹp, còn máy tinh nè. Cái bên mình cũng có cây 60 cũng tham gia tham dự chạy cặp ganh luôn nè nha mọi người. Dàn tới dàn tư 60 357 cái 60 thì mới sinh bờ à, mới vô bắt đầu chạy vòng đầu. 60 chạy tới 2 đúp rồi nha, chạy như ngựa vậy đó. Còn về cái đất đó thì sới tắt nhất là sới khô, bây giờ lên nước lại sới nước, sới nước mà dạng sới 2 đúp, cái ghê chứ, chạy bà bắt luôn. Trở lại với con 357 này, thấy cái dạng sới này là mình thấy khoái. Chạy đất đẹp đẹp rồi mình quay mình chia sẻ cho mọi người xem. À, này là do cái đốt đất không được nè, sẽ tắt nhất rồi, cái bể gom nó còn quấn cục đó nha mọi người, rồi nó hơi lục cục lòn hòn vậy thôi. Nhưng mà cái này là đất đang thùi lùi á, chế lại đất nhì á, vậy là cũng tương đối là ngon, là đạt rồi. Có người mà đốt đất không được còn làm lại 3-4 tác nữa kìa, này 2 tác ngon à. Đất mà không đốt gom được mà chạy sới tắt nhì được như vậy là rất là đạt rồi. Có người thì sới lại 3 tác luôn, 4 tác không chừng nữa, còn không nên thăng nữa. Còn cái này là chạy mới có tác thứ hai mà đất đen về lại em rồi. Dàn sới này cũng được, được xài được. Không biết cái địa chỉ là ở đâu đây, tài xế chạy ngào ngào hoài, mình này không có trao đổi vô chứ tài xế, mong người thông cảm nha. Còn lục cục nhưng mà trộn được, do mấy cục gom đốt không được, sới tắt nhất nó gom đùng cục. Đó, hai cây tham gia tham dự chạy hai cái bờ, hai bên bờ mẫu. Cây 60 này chạy lẹ hơn nha mọi người, hai đúp cực kỳ.
mình xin tới đây kết thúc. Mọi người chúc mọi người xem video vui vẻ nha, có gì sai sót thì mọi người thông cảm bỏ qua cho mình. Thì mình nhiều khi mình nói có nhiều cái sai sót không thể nào mà chẩn chăm chăm được, cũng là mong mọi người thông cảm bỏ qua. Chúc mọi người trong cái thời gian mùa dịch này là dồi dào sức khỏe nha mọi người, tránh được dịch an toàn. Xem video giải trí cho vui thôi. Mến chào mọi người nha.